người đứng đầu trung tâm huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga Evgeny Arifulin, cho biết quân đội Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm chiến đấu để ứng phó với xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo người đứng đầu trung tâm huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga, công việc này được tổ chức dựa trên chỉ thị của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Yevkurov, người đã đặt ra một nhiệm vụ cụ thể để thành lập các nhóm này. Các hướng dẫn này, Tổng cục huấn luyện chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đại tá Ivan Buvansev đã phát triển các khuyến nghị về phương pháp luận và tổ chức phương pháp thực hiện. Ông Arifulin đã nhấn mạnh rằng trung tâm huấn luyện chiến đấu đang thực hiện các biện pháp này. Ông cũng gọi việc thành lập các nhóm như vậy là công việc lớn mang tính hệ thống của nhà nước. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, nhiều quốc gia NATO đã tuyên bố cung cấp xe tăng do phương Tây sản xuất cho Kiev. Vào cuối tháng 1, Berlin, sau áp lực từ các đối tác NATO, đã tuyên bố sẽ chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Kiev và cho phép chuyển giao xe tăng Đức do các quốc gia khác sở hữu. Ở giai đoạn đầu tiên, lên kế hoạch cung cấp một đại đội gồm 14 chiếc Leopard 2 loại A6 từ nguồn dự trữ của Đức. Mỹ cũng công bố gửi tới Ukraine một tổ hợp tiểu đoàn 31 xe tăng Abram hiện đại do chính họ sản xuất. Đồng thời Nhà Trắng xác định rằng việc giao hàng này sẽ mất nhiều tháng. Moscow đã gửi công hàm tới các nước NATO vào mùa xuân năm 2022 do việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa thiết bị quân sự cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột không chỉ bằng cách chuyển giao vũ khí, mà còn bằng cách đào tạo kíp chiến đấu ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bùng phát, tổn thất của xe tăng Nga trong cuộc xung đột là rõ ràng. Mọi mẫu xe tăng mà Moscow sử dụng đều đã bị phá hủy hoặc bị bắt. Xe tăng Nga được sử dụng nhiều nhất ở Ukraine là T-72 và T-80, nhưng ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy Moscow cũng đang gửi T-90 ra mặt trận. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng giảm tổn thất trong thời gian tới, đặc biệt nếu cuộc phản công quy mô lớn do Ukraine diễn ra. Hiện tại, công ty Vysokotochnye Kompleksy đã tiến hành thử nghiệm hệ thống bảo vệ chủ động APS mới trên xe tăng T-72. Vysokotochnye Kompleksy là một phần trong cấu trúc của công ty quân sự lớn nhất của Nga, Rostec. Hệ thống bảo vệ chủ động mới có tên là Arena-M. Đây là bản sửa đổi mới nhất của hệ thống Arena. Theo các nguồn tin từ Rostec, lớp bảo vệ xe tăng này đang ở giai đoạn cuối cùng trong quá trình thử nghiệm và tích hợp. Bên cạnh xe tăng T-72, T-80 và T-90 cũng được trang bị Arena-M. Các chuyên gia cho biết, để tiến hành các cuộc thử nghiệm khả năng của hệ thống bảo vệ chủ động mới, họ đã sử dụng hai loại đạn bao gồm đạn của Nga và đạn thu được từ chiến trường Ukraine. Nguyên lý hoạt động như sau, một radar tốc độ cao mới được tích hợp vào Arena-M. Mục đích của nó là phát hiện đạn chống tăng của kẻ thù đang hướng tới. Thông thường, loại đạn này là lựu đạn chống tăng hoặc tên lửa chống tăng. Sau khi được phát hiện, hệ thống bảo vệ tích cực sẽ bắn đạn vào mối đe dọa. Mục tiêu của nó là phá hủy viên đạn của đối phương trước khi nó bắn trúng xe tăng. Đạn chống đạn, còn được gọi là đạn phòng thủ, được triển khai khi mối đe dọa đến gần. Một hệ thống máy tính hiện đại sẽ tính toán và triển khai nhanh chóng đạn phòng thủ khi phát hiện mối đe dọa. Việc triển khai nhanh chóng các thiết bị chống đạn giúp bảo vệ phạm vi xung quanh xe tăng. Nguyên lý hoạt động nêu trên chính là cách hoạt động của Arena-M. Hệ thống này hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động, tức là không cần người điều khiển hoặc thành viên tổ lái xe tăng theo dõi. Radar tốc độ cao sẽ tự kích hoạt ở một khoảng cách nhất định, phát hiện và ngăn chặn viên đạn bay tới. Khi viên đạn của đối phương ở trong khoảng cách tiêu diệt, đạn phòng thủ của Arena-M được bắn ra, kích nổ đầu đạn đối phương trước khi nó chạm vào xe tăng. Radar tốc độ cao mới có tầm quan trọng đặc biệt vì nó có thể phát hiện sớm hơn các mối đe dọa đang hướng về xe tăng. Nga không cung cấp thông tin chi tiết về radar tốc độ cao, còn ở phiên bản Arena cũ yêu cầu tổ lái xe tăng phải bật radar theo cách thủ công. Nhưng theo các chuyên gia, do khả năng hoạt động tự động của Arena-M, radar không cần bất kỳ sự điều khiển nào từ con người. Radar mà Arena-M sử dụng là loại radar Doppler. Nó giao tiếp với máy tính kỹ thuật số, cung cấp thông tin cho máy tính xử lý. Nó có thể nhận dạng loại đạn của kẻ thù và sẽ đưa ra loại đạn phòng thủ phù hợp với mục tiêu cần tiêu diệt. Việc lựa chọn đạn phòng thủ phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin radar. Ngoài ra, radar Arena-M còn xử lý thông tin như các thông số về tốc độ của đạn kẻ thù. Radar và máy tính phản hồi trong 0,05 giây và bảo vệ xe tăng với một góc 300 độ, trừ phía sau tháp pháo. Có thể nói, biến thể mới của hệ thống phòng thủ chủ động của Nga là kết quả của kinh nghiệm chiến đấu. Trong những năm qua, Nga đã thử nghiệm nhiều cách khác nhau để bảo vệ xe tăng và xe bọc thép.
Bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh, các kỹ sư Nga đã biết trang bị súng phòng không lên các xe tăng T-55. Sau đó, Nga đã cố gắng thay đổi khả năng bảo vệ của xe tăng và phát triển hệ thống gây nhiễu tín hiệu của tên lửa chống tăng. Hệ thống đầu tiên như vậy được tích hợp vào xe tăng T-80U vào những năm 1980 và được gọi là Stora 1. Tuy nhiên, cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất và trận chiến Grozny đã thay đổi suy nghĩ của các kỹ sư quân sự Nga. Trong trận chiến này, Nga đã mất từ 200 đến 250 xe bọc thép. Trận chiến giành Grozny kéo dài gần 3 tháng. Chính trong trận chiến này, Moscow nhận ra rằng hệ thống bảo vệ xe tăng của họ đã quá lỗi thời. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thuê công ty Viskotochnye Kompleksy để phát triển một hệ thống bảo vệ tích cực. Đây là cách mà hệ thống phòng thủ chủ động Arena ra đời. Theo tuyên bố từ trên các phương tiện truyền thông Nga, Arena-M là một biện pháp đối phó chất lượng cao chống lại tên lửa chống tăng của đối phương. Tuy nhiên, trong thực tế, chưa có bằng chứng về những tuyên bố như vậy sẽ là tốt nhất để đánh giá hiệu suất của Arena-M khi nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, sản phẩm Arena đầu tiên đã được thử nghiệm. Năm 1995, một mẫu xe tăng T-80UM1 của Nga được trang bị Arena và tiến hành trình diễn trực tiếp trước khán giả. Một tên lửa chống tăng đã được bắn vào chiếc xe tăng và Arena đã có thể phá hủy thành công tên lửa đó. Có thể tin rằng Arena là một bước phát triển tốt của các kỹ sư Nga, đặc biệt là khi Hàn Quốc cũng quan tâm đến hệ thống bảo vệ này cho xe tăng K2 Black Panther. Viskotochnye Kompleksy đã tạo ra phiên bản xuất khẩu Arena-E cho những chiếc K2 và giá trị của một bộ Arena-E lên đến $300,000. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.